chứng giật không à? Cái gì vậy? Đây đưa hết cho anh. Ủa đồ công cộng hả mày? Cái gì? 70.000 vé. Em mua hả? Ở tưởng nó trong đòn trời má ơi. Ai mà mua một vé tôi cho hôn cái. Chưa để chị xin chưa? Để chị phép vợ anh cái hả? Đang coi lại chị chủ chứ. Đâu ai đang là chim nào? Ở đây không? Kim Jun Si ơi. Hôm nay em phải sống gì với em nói thôi. Thật sự mà để trả lương anh em nghệ sĩ á, em mấy em nói rất là cần. Cái gì nữa má? Không có vô trong đấy nữa nha. Trời ơi là cái gì cũng mình qua đang. Cái giả thương tôi là một lẽ. Nhưng mà nhiều quá người ta nói tôi lợi dụng. Kim Jun Si, để anh nói chuyện vợ anh chứ. Đứa nào lai chim vậy? Kim Jun Si ơi. Gì vậy trời ơi? Ông thành tài mà cũng bị bán nữa hả? Thần ơi. Bây giờ nói tôi mặt cũng đỏ đét nè. Đây quán luôn chưa? Trời ơi là trời, giái trời. Tôi giái trời cho tôi bán hết cái này. Nhưng mà Su anh bán hết cái này có thể cho anh ăn phần trăm được không ạ? Nó mất tiêu rồi, nó trốn trong mất tiêu rồi. Không cho luôn hả? Cái đòn này nó thật hình quá. Xin ơi cho anh phép hôm nay anh bán thân anh bữa nha. Mọi người ơi, và một bài hát làm chân Khang xin dành tặng cho tất cả mọi người trong cái buổi tối ngày hôm nay. Khang biết rằng á, hôm nay nè, cần Tết rồi, cũng có người có thể được về với nhà gia đình ở dưới quê, nhưng mà cũng có người vì công việc và mưu sinh cuộc sống vẫn chưa có thể về nhà được. Cho nên Khang sẽ hát tặng bài hát này cho tất cả mọi người. Và trong tay này nè, Lâm Chân Khang sẽ dành cầm những tờ mà có đứa nào theo anh lấy tiền nha, đứa nào theo anh lấy tiền nha, nó bỏ cái túi thôi mất tiêu được. Nó lấy tiền thôi nó nhanh dữ vậy. Bây giờ như thế nào, mọi người yêu mến Khang, ai ủng hộ cho Lâm Chân Khang một vé nha. Lâm Chân Khang xin cảm ơn rất nhiều, tại vì Lâm Chân Khang ông chưa bao giờ làm điều này hết, tại vì thật sự là mấy em nó phải chi trả rất là nhiều, cho nên bây giờ Lâm Chân Khang sẽ làm cái điều này thay cho mấy em nó. Bây giờ nè, cái iPhone nó mắc lắm mọi người, cái iPhone nó gần năm mấy triệu lần, bốn mấy năm triệu lần, còn cái nào trả tiền lương em nữa. Thôi chậm chứ. Rồi được rồi, cái đứa này lần này là lần cuối cùng luôn á, thiệt á. Mọi người ơi, nhớ nha, ai thương Khang thật sự nha, thì mỗi vé 70.000, Lâm Chí Khang mong rằng hết bài hát, mọi người ủng hộ được khoảng chừng một nửa này cũng được rồi. Vợ em. Em, hồi nãy giờ tụi nó dê anh quá, dê quá dê, nó dê em quá trời. Mấy đứa ơi, tự trọng đi. Ủa? Kinh? Bà xã cứ bị giật kinh phong hồi nào vậy? Không, cái kiểu em ra vẻ. Trời ơi, tướng tá rồi kìa trời. Xong, tiền nhiều xong hút cái bụng đi bụng hiểu. Mặt. Bây giờ ai mà dạy thôi, chào hơn xu đúng mấy xã đó. Trời đất ơi, giờ mặt á. Không, em mặc cái bộ mẹ anh nhớ con anh quá. Tina á, Tina bùi mặt là cái bụng cái đó, như vậy luôn đó. Đó, ghê chưa? Bọt này mà đi. Rồi, đi xin dầu gió cho nó đi. Dạ, mọi người ơi, nhớ thương Lâm Chí Khang nha. Bây giờ mà Lâm Chí Khang bán được phần nửa này, tụi nó cười Lâm Chí Khang chết luôn á. Còn ai chưa mua nữa? Ai chưa mua nữa? Ai vậy chị? Ai có nói gì vậy? Tụi quần nó đi là sao? Trời, em có làm gì đâu mà cái chị nào ngồi sát bên tụi quần nó đi. Ai chưa mua? Em đi ăn luôn. Hả? Đi ra mày. Đi qua. Trời ơi, dễ thương quá. Đây. Đó. Tôi giờ
Trời ơi, hôm nay trúng mười mấy năm nay, đi về đi con. Trời ơi, mua vé. Ai mà chịu được mua là cũng chơi. Cái này đâu đây? Chụp đấm nè. Chụp đấm hai vé nè đó. Nhanh mấy đứa ơi, giờ vé, sorry mọi người, vé vẫn chưa xong bây giờ nè. Đi xíu đi chụp hình, đi xíu đi lên. Vé, vé. Bây giờ còn anh mình chụp, chứ mình không chụp chút xíu nữa đi. Ai? Bây giờ nè. Ai nè? Tôi hứa là tôi bán hết cái đống vé này. Tôi hát giọng cổ trong nhà chịu không? Đâu giọng cổ đâu, bỏ hai vé lại đây. Nè, nhắm lên. Tôi hát giọng cổ cho nghe này. Trước thì đưa tiền sao? Giống như là chụp hình đưa tiền nha. Chừng mua vé gì đó. Ok, chụp đi rồi mới đưa tiền. Lấy là mấy đứa không lấy tiền luôn hả? Giống như giờ, giống như nhân viên của tôi nói vậy. Giờ sao? Còn không? Còn sao có này vậy? Giờ tôi phải ngủ ngoài đó mà. Đây mua nửa đi, mua nửa đi, tôi hát giọng cổ nghe. Lâm Tấn Khang nói là làm, mua hết tấm vé này tôi hát giọng cổ tôi nghe. Đó. Còn không, còn mấy vé, đưa cho lên. Còn mấy vé mọi người đi, còn có. Đúng rồi, còn có mua vé, mua mấy vé không? Đâu? Ai mua anh gì mua vé cho mua anh sao được? Hay là? Là chụp hai bôi. Hai bôi thôi, hai bôi. Chứ muốn nào nghe mà sao nghe kìa. Điểm ra đi, ai một vé là tao chụp một cái. Ai cho chụp tôi đâu? Ê, đúng gì đâu? Nói lại là cái gì? Con mới vẽ quẹ là con đi coi chú liền luôn đó. Mồng chưa, mồng chưa. Tôi còn tính khá. Một vé một tấm, xin lỗi, hai vé hai tấm. Rồi, nghe đúng rồi, các bạn. Còn mấy vé? Vé nè. Tôi giống như bắt cái số. Một vé đúng không? Còn một vé tôi cho hung một cái. Đứng đi. Đừng mở mấy nè. Bảy chục, nè. Bảy nữa. Năm mấy vé. Có trăm tên không? Có trăm tên không? Đi chụp hai lần. Thì trong tư thì chụp hai kiểu, chụp có kiểu thì chụp hoài hiện. Còn mấy vé đây? 5, 6, 7, 8 vé. Đâu, hết tấm này tôi hát trong cổ cho nghe nào. Ai? Đại gia nào chơi một cái, tổng quyết coi. Đại gia nào? Đây là đại gia là giàu lắm nè, chơi hết đi. Một cái nữa đi. 70. Điểm hết như tiền, điểm hết, điểm hết. Điểm hết bao nhiêu tiền? Điểm má. Điểm lắm anh. Điểm đặt mặt ấy, bao nhiêu? 1, 2, 3. Mười ba tên. Em ơi, gái ơi, gái, nhỏ đây nè. Ê, xu, đi vô đi. Em làm xấu mặt anh quá. Đi bán vé chả là, hay là bây giờ đi bán không? Bán vé nó cho gờ cái bụng cái. Cầm mặt mặt quá. Mười ba tên. Mười ba tên. Mười ba tên đi. Ai mạo hết, đưa lên sân khấu tôi hung luôn. Đó, tôi không sợ vợ tôi nữa đây. Cứ cầm bắt tay chiên dùm đặt á. Đây, bên đây, bên đây. Mấy vé cần? Ô, mấy vé cần? Một vé. Còn 12 vé, 12 vé. Tôi hứa là tôi hát trong cổ rồi, tôi hát trong cổ 12 vé. Đó, kệ bên kia kìa, cầm đi. Bà làm ơn mà cắt cái đống nó vô giùm tôi được không? Tôi nói còn 12 vé mà đưa ra rồi chắc tôi bị đánh quá. Rồi, hết chưa? Hết chưa, hết chưa? Ở bên này tôi giải quyết bên đây thôi nha. Còn đó chắc tới sáng luôn đó, mà đi vô bà ngủ giùm tôi.